cái tay tập gym có lực ha. Ờ. Đúng không? Gym phục vụ cuộc sống. Chuyên tiếp à? Bình thường nó tập 2 tiếng đồng hồ đâu mà, cái này chưa rồi, xào chưa tới 2 tiếng đồng hồ mà. Chục sầu hai nồi luôn á. Chim giờ có lợi ha. Rồi, đúng rồi. Năm mới được làm lần cơ mà. Dạ, dạ. Cô ơi, nước dừa trong đây nha cô. Các cô gom lại để tính đầu đầu năm. Sớm. Sớm. Sớm nhà ông anh nha, chứ không có là sớm nhà em không có tốt. Đó là món gì đó Đức? Dạ, la gu. La gu hả? Dạ, món... sao rồi mình nấu, sao mình bỏ qua nồi kia vậy? Nhiều quá, để cho nó sang cho nó sang. Sầu soi cho chín trước. Cái này, cái tủ sao này đuổi ra cái sân đó hả? Dạ, dạ, đúng rồi. Cái này ra ngoài. Giờ phố luôn vậy hả? Để dọc ra ngoài vậy. Không, nhiều lúc cả xóm lòng lại nó vui quá hả? Mướn, mướn, ngừ xíu, mướn này nó... Mướn này nó mất vui. À, mướn thì nó ấy. Mướn thì chưa đủ tiền. Chưa đủ tiền. Nói trắng ra chưa đủ tiền. Mướn thì chưa đủ tiền. À, phải xào trước nha, thường. Món này là món truyền thống của sớm. Truyền thống hả? Dạ, món truyền thống. Món truyền thống hả? Dạ, năm nào cũng có món này. Nấu xong rồi bắt đầu nấu canh. Đúng rồi, ba tội nha, nấu khác nhưng mà món này là... Rồi, món này có mùi nó. Ủa kia gà kia nữa nè. Gà bò mấy món cô? Chiều nay mấy món cô? 5-6 món gì đó. 5-6 món luôn hả? Đúng rồi. Trên dưới chục món kìa chị gái, trên dưới chục món kìa. Đúng rồi. Không có em chị. Có ngồi con làm chó. Dạ không đâu có làm gì đâu đi. À, giống dành của đầu bếp mày. Một cái lửa con nít này lớn lên hết là nó làm mấy cô chú bắt đầu ngồi chơi được rồi. Không mà vui với làm như thế này. Trên xóm con thì nó không làm này. À. Anh ở bên chỗ này. Bên Hưng Hòa B. Ở dưới này năm nào cũng cúng cũng vui. Dạ đúng rồi chị. Đúng rồi. Dạ lúc trước à, đúng rồi, trời nước mở đây bao nhiêu năm rồi. Về bên Bình Hưng Hòa B á. Dạ không? Dạ có, giờ có cô. Ủa sao cô biết ta? Dạ đúng rồi, ở con. Đúng rồi, ở bao nhiêu năm rồi. Lực ồ, ồ nấu hơi nồi luôn hả? Con tưởng nấu một nồi chứ. Trong đầu sống cuốn món mình mấy trăm hộ. 17 bàn. 15 bàn là 150. 15 bàn là phải chảy 15 bàn đâu. Phải chảy 2 đợt. Là no đúng không? Thường nó chặt bự quá. Thấy con thường là biết là chủ nhân của con thường là ai? Chủ nhân này có mẫn nhưng mà không mẫn à, anh mẫn à, anh mẫn chặt à. Dạ. Dạ. Okay. Dạ. Nãy em mới nghe anh Hùng nói. Em nói nhá. Làm nước dừa hôm nay em làm ra nước dừa uống chơi nè. Đúng rồi, cái vui bữa một năm bữa ngồi lại mà năm ngồi lại thì nó vui. Trên chỗ em không có. Chỗ em có một năm em ra em tổ chức cái xong á, tổ chức xong rồi. Nào mà ý kiến đúng rồi. Phải đồng lòng đó. Đúng rồi, đồng lòng. Có người lớn đó, người lớn. Trên đó có trên cái xóm này cũng có mấy người lớn nhưng mà mấy cô chú không có đứng ra. Thanh niên. Dạ. Nó vui. Là sao mà suy nghĩ phải
Dạ. Ủa, ở đây em đem vô chị. Đâu để em đi ngang qua em coi thử chiều nay xóm nhà anh Hùng nó được bao nhiêu món. Trời, gà. Gà nè. Gà. Cánh gà chiên mắm này. À, cánh gà chiên mắm nè. Rồi. Bò. Trời ơi, cánh gà chiên mắm nè. Lòng sẵn á. Gà xếp hai nè. Gà xếp hai. Lagu. Cá chục món á chứ chứ đâu. Chưa nói bia nước ngọt đúng không chị? Bò. Ôi trời. Nên cả xóm luôn mà đúng rồi. Này nè. Đó. Ồ, giờ nấu nè. Về cho mấy anh trên xóm mình cũng xem chứ. Đang live stream không? Quay phim thôi. Quay phim chứ không có live stream. Dạ, nước trong nước ngoài luôn. Chuẩn bị sẵn hết rồi đó. Hôm nay nén lắm, chiều rồi tao chắc cũng 4 giờ quá. À, chứ không bây giờ chiều nén quá trời. Hôm nay Sài Gòn nén nóng lắm. Hồi nãy nghe anh Hùng nó kêu anh muốn đồ đi chợ mà không biết là nấu ở đâu. Đó, nhìn ra nhìn thấy trước đây nè quá trời. Huấn luyện cho vận động viên là cũng phải vô hóa chất mà. Ủa, chú Đức là dạy ở đâu? Vô thú. Dạy huấn luyện viên hả? Dạ, em kèm huấn luyện viên. Dạy huấn luyện viên thể hình nè, câu lạc bộ thể hình hả? Dạ, em dạy câu lạc bộ Sài Gòn luôn, tại Sài Gòn luôn. À, câu lạc bộ Sài Gòn luôn hả? Dạ, tại Sài Gòn luôn. À, là dạy chuyên về thể hình luôn hả Đức? Dạ, chuyên thể. Có thi đâu không? Dạ, em không thi, em huấn luyện cho người ta đi thi. À, huấn luyện cho dạ, đi thi hả? Dạ, đúng rồi, em huấn luyện cho người ta đi thi, lên sàn. Chứ là một số người có bệnh lý thì người ta tìm em thì em để. Còn động viên bỏ hay là thể lực hay kèm thể lực hay gì đó, đo mỡ đo cơ. Còn những trường hợp khách dễ hơn thì người ta có thể là biết coi bà chị với làm bà muối với làm gì đây, ướp bò hả nhiều quá vậy nha. Ui ơi, mè hả chị? Vô mè. Em hồi nãy em cứ tưởng là đầu bếp thê luôn á, là chiều nấu cúng người ta đem tới cúng xong rồi mình nói thôi. Mà live stream á thì bây giờ phải thông báo là mấy em gấp đá là năm nay em không có gấp được. Đây cái à. Năm nay là em không gấp được. À, em gấp đá là năm nay không gấp được phải không? Mấy chị vui. Em ăn rồi không có xong nữa đó. Dạ. Yeah. Mang chắc chút giờ người đúc mà đó. Ăn rồi người đúc nữa. Đây để coi chị ướp rồi. Em còn người đúc nữa đó. Ủa cái này là mình nấu giấm hả chị hay là mình mò né. Mò né là ăn với khổ quá. Hết luôn rồi. Để làm quay cái gói tôi mình nấu. Dạ. Gói bò né hả chị? Bò né. À đây đúng rồi, đây nấu bò né. Cái thương hiệu bò né cũng là sốt. Em này mà hết luôn các bạn. Ở đây về cho nó vui. Vui, đúng rồi, em thấy năm nào về cũng vui. Chuyện này vui. Đúng rồi, thấy anh Hùng, thấy chụp hình hồi cúng anh Hùng rồi anh Mẫn đồ của chú ấy nè. À, này mà hết luôn rồi. Hết luôn. Dạ. Dạ. Vậy nó thì nó vui mà điều mình hơi mệt. Mệt nhưng mà vui đúng không? Đó, đây là cúng bốn. Còn là cúng bốn đầu năm. Mà em thấy xóm mình dưới này là năm nào cũng làm mà vui. Từ đầu đường đến cuối đường đó chị hả? Năm nào cũng toàn là đầu bếp nhà làm không á. Toàn là đầu bếp nhà làm không á. Ở bếp trưởng nè, bếp phó đồ tùm lum á. Không tự làm luôn chứ. À, chị gấp đá đó chị nó. Mày nhiều khi cho con tình hình là năm nay em không gấp được rồi.
tay bị gì hả chị? Tay này mổ. Mổ hả? Có, tại cái tay nó mới mổ anh ơi, tại đó đó nó vậy nè. À rồi rồi, hiểu rồi, em hiểu rồi. Cái là khá má. À cái là khá má. Tay này nhiều quá nó bị đứt mặt, nó bị đứt mặt. Trời ơi các chị thấy không, các chị ở xóm với ông anh ấy, các chị vui quá ơi. À, nấu nhiều món lắm, chiều nay bắt đầu đâu á, tiếp tục là hai thanh niên trai đẹp nè. Rồi sống chảo